Và mình nghĩ rằng chúng ta cũng không bao giờ nên định nghĩa mình, gắn mác mình hay là ép buộc mình phải theo đuổi một cái trường phái nào đó, một công việc nhất định nào đó. Chúng ta có thể mở lòng và chỉ theo đuổi một thứ duy nhất là sự thôi thúc trong trái tim về niềm đam mê trăn trở của mình cho một điều gì đó mà mình muốn trở thành. Trinh nghĩ nó là cả hai, bởi vì cảm giác của mình giống như một buổi sáng chúng ta thức dậy và mở tủ lạnh ra để xem là hôm nay mình sẽ nấu món gì. Có một vài công thức đã có trong đầu chúng ta từ đêm hôm trước, hoặc là công thức đó chỉ xuất hiện khi nào mà chúng ta thấy những thứ còn thừa lại trong tủ lạnh của mình có thể biến tấu một cách ngẫu nhiên. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải biết mình đang có cảm giác háo hức muốn ăn một thứ gì đó trong nhà bếp của chính mình, nóng hổi do chính tay mình nấu, đúng không? Thì hành trình của đam mê và hành trình của việc tạo ra một món ăn, một sản phẩm chất lượng trong một cái quá trình rất dài của tuổi trẻ từ 18 cho đến 28 hoặc 38 tuổi, nó đều như vậy. Nó có thể là sự ngẫu nhiên, nó cũng có thể là một sự lựa chọn sắp đặt theo công thức từ đầu. Nhưng điều quan trọng nhất là trong trái tim của chúng ta phải dấy lên một cái khao khát. Nói về hành trình của mình, từ đầu mình đã có một khao khát, đó là khao khát được tiếp xúc với nhiều người. Và trong trái tim của mình luôn có khao khát là mình có thể được chia sẻ, mình được kết nối, được tắm mình trong không khí của nghệ thuật. Và mình rất thích cái cảm giác là luôn được khám phá những điều mới mẻ, gặp những người mới, chia sẻ những câu chuyện thú vị mới trong cuộc sống. Chính vì những yếu tố mới nè, yếu tố sáng tạo, yếu tố ngôn ngữ mà mình đã góp nhặt được trong sợi chỉ đỏ này đã đưa mình đến một quyết định là ok, mình có thể đăng ký tham gia một sân chơi én vàng để trở thành một người dẫn chương trình, một phát thanh viên. Hoặc là mình có thể nghiên cứu về sách, mình đọc thật là nhiều sách để sau này mình cố gắng mình sáng tác thật hay, trở thành một nhà thơ, nhà văn. Hoặc có thể sau này mình có thể trở thành một người sản xuất chương trình, tạo ra những talk show có ý nghĩa hay là những bộ phim ngắn hay. Thậm chí là mình muốn thử sức trong vai trò một biên kịch từ những phim nho nhỏ, những sitcom, web drama, sau đó là những bộ phim dài hơn hoặc là phim điện ảnh. Wow, chị nghĩ đến đó thôi mình thấy là con đường sáng tạo nó thật sự rất là trùng khớp với những gì mà trái tim của mình đang đập, suy nghĩ và khao khát từng ngày. Thế nên ngay từ 18 đến 20 tuổi, bất cứ một cái công việc nào mà mình chọn, nó đều có khởi nguồn từ những cái hệ giá trị chung, những cái hạt đậu chung mà mình đã khao khát muốn trở thành. Còn về cái khao khát đó, nó giống như một cái mạch nước ngầm, những cái ngọn nguồn để mình chảy ra giống như là những cái ngọn suối khác á, thì nó cũng tùy theo cái công việc và những cái điều kiện mà mình có thể đáp ứng được, có thể chạm được thôi. Các bạn nên giữ cho mình một niềm đam mê về một khái niệm nào đó, một hình ảnh về sợi chỉ đỏ, về tinh thần, về hệ giá trị, về cái khao khát mà bạn muốn trở thành, nhiều hơn là cố gắng ép mình vào một khuôn mẫu để phải bắt buộc theo đuổi một cái công việc nào đó. Giống như nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam, trước đây thì anh rất là thích việc chụp hình, nhưng mà sau tuổi 50 thì anh bỗng cảm thấy rằng không phải việc chụp hình chán hơn, mà anh có nhiều niềm đam mê hơn, anh tìm thấy cái tình yêu đích thực của mình ở trong giai đoạn mới này, trong việc hát nhạc acoustic. Thế là những ca khúc như Có Lúc nè, những ca khúc như Tinh Cầu Cô Đơn, Cover Lại rất là da diết ra đời. Và mình nghĩ rằng chúng ta cũng không bao giờ nên định nghĩa mình, gắn mác mình hay là ép buộc mình phải theo đuổi một cái trường phái nào đó, một công việc nhất định nào đó. Chúng ta có thể mở lòng và chỉ theo đuổi một thứ duy nhất là sự thôi thúc trong trái tim về niềm đam mê trăn trở của mình cho một điều gì đó mà mình muốn trở thành. Thật là trong hành trình đó, khi mà mình nhận lời của công ty truyền thông Khang là đơn vị chủ quản của chương trình này, mình đã rất là băn khoăn. Mình nghĩ rằng lúc đó mình đã có một công việc khá là ổn định, cũng được mọi người biết đến trong vai trò người dẫn chương trình một số các chương trình có uy tín. Việc làm thí sinh của một chương trình hoàn toàn mới giống như là việc mình trở về con số 0 ban đầu. Và khi mà mình chấp nhận vào cuộc chơi này, mình cảm thấy rằng nó rất xứng đáng, bởi vì mình đã thoát ra được cái thành kiến của bản thân là mọi thứ khi mà chúng ta đã chạm được vào mức độ chuyên nghiệp nhất định trong nghề thì chúng ta không nên thử sức nữa. Điều đó là không phải. Mỗi cuộc thi mới, mỗi một sân chơi mới đều khiến chúng ta trở thành những chú gà con tập sự. Và khi mà những chú gà con phải cố gắng để mà đi tìm thức ăn, để mà đi tìm những cái bài học mới, để đi tìm những cái khuôn mẫu học theo và phát triển mình, thì cái hành trình trở thành một chú gà chọi nó thú vị hơn là việc trở thành một chú gà chọi. Cái hành trình nó tốt hơn là kết quả. Nên Én Vàng năm đó quả thật là một sân chơi, một cuộc chiến,
một thao trường để Trinh và các bạn có thể cùng nhau tập bay, để những chú én có thể mạnh mẽ hơn và dang cánh rộng hơn trong hành trình vượt đến đam mê của mình. Và cuộc thi năm đó không chỉ là một cuộc thi, đó là một cuộc mốc, một cái điều tuyệt vời đã diễn ra trong hành trình của mình, và mình rất là biết ơn én về năm 2016 năm đó. Nếu mà nói về cuộc mốc đáng nhớ của hành trình thì Trinh nghĩ chính là năm nay, năm 2021 và cả năm 2020 nữa. Mình nhận ra rằng là cuộc sống của mình có quá nhiều lỗ hổng, từ lỗ hổng về tài chính cho đến những lỗ hổng về cái kiến thức, những cái sự ổn định trong việc kinh doanh, và cả lỗ hổng về tư duy, lỗ hổng về kỹ năng. Và khi mà mình phát hiện ra quá nhiều lỗ hổng cùng một lúc, trong cùng một thời điểm vô cùng khó khăn như là đại dịch, và mình cũng nhận ra rằng không chỉ có mình mà rất nhiều người thân của mình và rất nhiều những người bạn xung quanh mình, cộng sự của mình, đồng nghiệp của mình, đồng bào của mình cũng đang cùng có một cái trăn trở tương tự, mình phát hiện ra là điều mà có thể giúp mình dựa dẫm và cố gắng vượt qua chính là niềm tin của bản thân, chính là sự trân trọng thời gian mình đang sống, để mà mình phát hiện ra những lỗ hổng đó và mình sẽ cố gắng đi lấp lại từng lỗ hổng một. Mình phát hiện ra là trong giai đoạn này mình rất là thiếu kiến thức về kinh doanh, về kinh tế, về môi trường. Mình sẽ cố gắng để mà bổ sung nó từ thư viện nho nhỏ mà mình thu thập được. Mình biết là mình thiếu kiến thức về thế giới, hoặc là thiếu kiến thức về kỹ năng mềm như là nấu ăn, hoặc là may vá, hoặc là trồng cây. Mình sẽ rất là cố gắng để bắt đầu tập lại ngay từ đầu, hoặc là cả những kiến thức về nghệ thuật như là vẽ tranh hay là sáng tác, mình cũng sẽ rất cố gắng để trui rèn nó. Và những lỗ hổng về tài chính, về lòng tin, mình sẽ tìm cách tiếp cận với thiền, với những cái điều mà nó làm cho mình được xoa dịu sự tổn thương ở bên trong, sự hoảng sợ của một đứa trẻ đang phải đối mặt với một tình thế mà cả thế giới đều đang phải đối mặt. Và mình nhận ra rằng là chỗ dựa duy nhất mà chúng ta có thể trông cậy và có thể đi lâu dài được chính là bản thân của mỗi người, khi mà chúng ta nhận ra sự cố gắng không ngừng và sự trau dồi, đó chính là cái ngọn đuốc sáng nhất để mọi người có thể thoát ra những cái thời kỳ tăm tối nhất bởi sự tiêu cực của bản thân. Thầy Thích Nhất Hạnh đã có một câu nói rất hay: cứ ngồi vững chãi thì việc gì cũng sẽ qua. Mình tin rằng câu nói này áp dụng được tốt cho trường hợp này, cho tất cả chúng ta và cho bản thân mình, để sau khi mà dịch qua chúng ta sẽ tiếp tục giữ bình tĩnh, cân bằng lại cảm xúc, có được những kỹ năng tốt hơn, có được những vũ khí tốt hơn để mà có thể xông ra ngoài chiến trường ngoài kia với một tâm thế rất là hoan hỷ, rất là hân hoan rằng là đã có một giai đoạn rất khó khăn mà chúng ta còn vượt qua được. Thế thì giai đoạn này chúng ta đã có thể hiểu được nội tâm của mình hơn, đã có vũ khí tốt hơn, đã có những kỹ năng sắc bén hơn, chúng ta có thể dành thời gian cống hiến tốt hơn cho công việc của mình, và lúc đó thì chúng ta sẽ có một cái tài chính ổn định hơn và tránh hoảng sợ hơn trong một giai đoạn tương tự sẽ lặp lại trong tương lai. Câu hỏi rất hay khiến cho chúng ta trăn trở, không chỉ các bạn trẻ mà chính Trinh cũng ngày đêm suy nghĩ là mình đang ở đâu trên bản đồ của thế giới, chứ không chỉ là mình đang ở đâu trong cái lĩnh vực và trong cái thị trường mà mình đang phục vụ. Các bạn biết không, Little Chance đã tạo ra một website mà nơi đó Trinh đã đọc được rất nhiều những thông tin thú vị, cả những câu trích dẫn hay của cô Nguyễn Phi Vân. Trong đó cô có nói là một giấc mơ mà chúng ta thiếu nền tảng, thiếu sự kiên định về những khao khát thời niên thiếu và cả những cái kỹ năng, kiến thức cần có, thì rất là khó để chúng ta có thể dong buồm đi khắp các lục địa. Nôm na cái câu trích dẫn đó là như vậy từ Little Chance. Và mình còn nhận ra là trên rất nhiều những cái thống kê của website về diễn đàn kinh tế thế giới thì 65% những cái công việc sắp tới dành cho học sinh cấp 1 là vẫn chưa xác định. Có nghĩa rằng là cái lứa tuổi mà chúng ta có thể kiếm tiền nè, chúng ta có thể thể hiện năng lực của mình nè, đang ngày càng thấp hơn. Dù là các bạn nhỏ đều có thể viết sách, các bạn nhỏ vẫn có thể mở một cái kênh YouTube ở nhà và bật nút kiếm tiền, các bạn nhỏ vẫn có thể bắt đầu suy nghĩ về việc start up một cửa hàng kẹo của riêng mình, hay là start up những cái khẩu trang bằng cà phê. Và chúng ta thấy rằng là đây là một cái sân chơi mở càng ngày càng phẳng với sự hậu thuẫn của công nghệ 4.0. Và điều đặc biệt là các bạn trẻ ngày nay không chỉ thông minh, cân bằng, cấp tiến, có một kho data dữ liệu khổng lồ về con người, về kiến thức, về lịch sử, về văn hóa, về địa lý, mà các bạn còn có những cái khao khát, có những sự trang bị rất tốt. Thế nên nếu như
mà chúng ta đang chưa có kinh nghiệm, chúng ta cũng không có luôn những ước mơ hoài bão, chúng ta không có những cái hệ thống giá trị về văn hóa, về con người, chúng ta cũng không có những kỹ năng được trui rèn mỗi ngày, không có sự học hỏi, không có sự cầu tiến. Vậy cái câu hỏi là chúng ta sẽ ở đâu trên bản đồ thế giới? Mình sẽ thay mặt cho List the Chance gửi lại cho tất cả các bạn trẻ để chúng ta suy nghĩ liệu những cái công việc mới sẽ được tạo ra mỗi ngày. Cụ thể là hết năm 2022, theo thống kê chủ diễn đàn mà Trinh vừa chia sẻ là 133 triệu công việc mới sẽ được sinh ra khi 75 triệu công việc cũ có thể là sẽ bị quên lãng. Chúng ta có quá nhiều những cơ hội mới đang chờ đợi trước mắt. Vậy các bạn đã chuẩn bị gì cho cái cơ hội mới này? Xin mời các bạn sẽ cùng tư duy với Little Chance và tham gia những diễn đàn của Give Back để chúng ta có thêm thông tin nhé. Trinh cũng đã tự hỏi câu hỏi này với những người mà Trinh cho là thần tượng, với những nhà thiết kế lớn, với những người có hoài bão lớn và có những thành công đã được công nhận. Thì thật là lạ, bởi vì họ đều sẽ cho Trinh câu trả lời là chúng tôi không nghĩ mình là người thành công. Chúng tôi vẫn chỉ đang ở trên một nửa của con đường đi tìm chính mình. Chúng tôi đang liên tục cố gắng mỗi ngày để định nghĩa bản thân. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra phiên bản tốt nhất. Và chúng tôi đang cố gắng xây dựng từng ngày một, tạo ra cá tính của chính bản thân mình qua những sản phẩm mà chúng tôi phục vụ cho cộng đồng. Và mình phát hiện ra rằng là nếu như bạn đã quá cân bằng, nếu như bạn đã quá hài lòng, nếu như bạn đã cảm thấy quá an toàn và ổn định về chính mình, về những kỹ năng của mình, về những tài sản, tài nguyên, về tri thức, về trí lực, về công sức, về tài sản mà mình có, thì hóa ra rằng là chúng ta đã quá chủ quan trong một thế giới mà những hạt mầm không ngừng vươn lên, những con người kiệt xuất không ngừng đi tìm những giá trị mới. Vậy nên cái cảm giác bất an, cái cảm giác mất cân bằng thỉnh thoảng, cái cảm giác sợ hãi đôi khi, cái cảm giác chất vấn về năng lực cá nhân mình có chăng là cần thiết để chúng ta tự hỏi rằng là liệu những gì chúng ta làm á, nó có đúng chưa? Nếu nó đúng rồi, liệu có đủ chưa? Nếu đã đủ rồi, liệu có thiếu cái gì không? Và nếu đã thiếu rồi, chúng ta tìm nó ở đâu? Chúng ta phải làm thế nào để liên tục gia tăng cái giá trị dành cho cộng đồng, dành cho nội tâm của bản thân, dành cho sự thỏa mãn trước khi chúng ta nhắm mắt và lìa khỏi cái hành trình của cuộc đời này? Liệu chúng ta có mỉm cười hay không? Và những gì chúng ta đang phục vụ, liệu có thỏa đáng chưa? Những câu hỏi này sẽ giúp chúng ta không ngủ được, sẽ giúp chúng ta trăn trở. Và Trinh nghĩ rằng đó là một điều rất tốt, vì chúng ta vẫn còn tư duy mỗi ngày, vẫn còn suy nghĩ, vẫn còn mâu thuẫn, và vẫn còn muốn đập cái lớp vỏ nhầu nát, một lớp vỏ cũ kỹ, một lớp vỏ chán ngắt và tẻ nhạt của bản thân, để tạo ra được một con bướm mới. Và vòng tuần hoàn đó vẫn sẽ tiếp tục nếu chúng ta tiếp tục trăn trở. Vậy hãy cứ đau khổ, hãy cứ dại khờ, hãy cứ trăn trở, hãy cứ chất vấn bản thân là bạn làm chưa tốt. Bạn đã tốt phần này rồi nhưng bạn vẫn làm chưa tốt phần kia. Bạn cần phải cố gắng hơn nữa. Nếu như bạn có một người bạn hoặc một người thân, họ luôn có cái cảm giác tiêu cực về bản thân, họ luôn cảm thấy rút mình và nhỏ bé như một con ốc chỉ biết trông chờ vào cái vỏ ốc, thì bạn không nên đập cái vỏ ốc đó ra. Tất nhiên rồi, người ta chỉ có mỗi cái vỏ ốc đó để có thể nương nhờ, để có thể được bảo vệ. Bạn chỉ có thể tạo ra được một cái môi trường thoải mái cho con ốc đó. Bạn chỉ có thể mang ra những thức ăn ngon, những cái lá đẹp, một cái môi trường đủ rêu và một cái môi trường đủ nước, đủ ẩm ướt, đủ thoải mái, đủ an toàn cho chú ốc đó từ từ bò ra và bỏ cái vỏ ốc nhỏ đó đi, chui vào một cái vỏ ốc khác lớn hơn. Bản thân của bạn cũng có một vỏ ốc mà. Bạn cũng không thể nào để người khác đập nát vỏ ốc đó của mình. Chúng ta chỉ cần có một môi trường thoải mái, chúng ta sẽ tự tìm một vỏ ốc khác lớn hơn và cứ thế đổi dần như những con ốc mượn hồn mà chúng ta nuôi ngày bé. Chúng ta sẽ có một cơ thể cứng cáp hơn, không phải bằng việc bước ra khỏi vỏ ốc và sống một cơ thể mềm nhũn, mà là chúng ta được những người xung quanh tạo ra một cái môi trường, một cái hồ, một cái bể thật là an toàn nho nhỏ trước, sau đó là mở rộng ra một khu thiên nhiên lớn hơn. Những gì mà Give Back, Lead a Chance, những gì mà các câu lạc bộ của thành phố, trung ương, đất nước mình đang làm, những sân chơi khởi nghiệp, những vườn ươm tài năng, những câu lạc bộ giúp chúng ta có thể nuôi dưỡng tâm hồn, nuôi dưỡng được cái đứa trẻ bên trong, nuôi dưỡng được những cái tài năng và kỹ năng của mình, những cái nơi cung cấp công cụ miễn phí cho chúng ta để chúng ta có thể trở thành một phiên bản tốt hơn, là những cái hồ an toàn đó. Chúng ta hãy chơi với những người tốt, và vì chúng ta đang đặt ở vai trò là mình đang muốn giúp đỡ của bạn mình là một
chú ốc mượn hồn nhỏ bé. Vậy thì mình phải tạo một hình ảnh của một sân chơi an toàn, một nơi mà bạn mình có thể tin tưởng. Mình hãy đến gần và hãy để cho bạn mình thoải mái trước. Khi bạn mình đã đủ thoải mái, bạn mình sẽ bước ra một cách tự tin, một cách chủ động khỏi vỏ ốc đó. Bạn mình sẽ cùng gia nhập với mình. Không thể nào mình thô bạo và kéo sình sạch bạn mình ra được. Nếu như mà người thân của Trinh, nếu như một người bạn thân của Trinh, đồng nghiệp của Trinh, hoặc bất cứ ai đang có dấu hiệu họ cảm thấy không có được tự tin vào bản thân họ, họ bị tổn thương, thì mình sẽ chậm rãi tạo ra một môi trường thoải mái và nói rằng là khi bạn đã đủ tin tưởng, khi bạn đã cảm thấy thoải mái hơn và bạn cần giúp đỡ, hãy nói với tôi để tôi có thể dẫn bạn đến một nơi mà bạn không cần phải bỏ cái vỏ ốc của mình ra, bạn vẫn cảm thấy thoải mái, bạn vẫn sẽ có đầy đủ những cái công cụ, đủ thức ăn, đủ những điều mà bạn mong muốn để bạn có thể thỏa chí sáng tạo. Và Trinh tin rằng mỗi người đều có một cá tính, mỗi người đều có một tài năng, mỗi người đều có một điểm mạnh riêng và cách học hỏi, cách khám phá riêng. Chỉ cần chúng ta đủ kiên nhẫn, đủ bao dung, đủ yêu thương và chúng ta đủ những sự kiên định, sự tin tưởng về tài năng của họ để có thể dẫn dắt họ. Đó chính là mình nhìn nhận cảm xúc của người đang bình luận á. Họ đã bị tiêu cực và họ cảm thấy khó chịu. Và người gây ra cảm giác khó chịu đó cho họ chính là mình. Mình đã tạo ra một nguồn năng lượng tiêu cực trước thì người ta mới cảm nhận được cái điều đó và người ta mới bắt đầu chia sẻ những cái điều tiêu cực tiếp theo. Bởi vì đa số khi mà mình viết những điều tích cực hoặc mình làm những điều tích cực thì ít ai lại ném đá mình lắm. Trừ khi nào mình có cái điểm gì đó chưa đúng, không có lửa làm sao có khói, thì Trinh sẽ tìm trách kỹ hậu, trách nhân, mình trách mình trước. Và sau đó mình xem là những cái bình luận này nè, có một số những cái điều đúng. Và mình xem bình luận không phải là cái sự công kích, mà đó là sự feedback, là phản hồi. Giống như sản phẩm mình không tốt thì người ta phản hồi không tốt. Mình nhận những phản hồi đó và mình cũng không trách bản thân như kiểu là mình mạt sát đứa trẻ bên trong mình, mà mình chỉ hướng dẫn cho đứa trẻ là bạn có thấy là cái chỗ này mình vẫn còn chưa tốt không? Cái phần đóng gói của mình chưa tốt, cái khâu này mình chưa có chuẩn thì mình phải cố gắng lên. Cái trang phục ngày hôm nay nó chưa có đẹp và cái make up này hơi già. Vậy thì chúng ta sẽ nhận cái phản hồi này để mà chúng ta cùng nhau cố gắng, bạn đồng ý không? Thì khi mà đứa trẻ của mình nhận ra cái điều đó sẽ tốt cho cả hai thì đứa trẻ đó sẽ chấp nhận một cách rất là thoải mái. Và mình đã luôn luôn nhìn những bình luận đó, đôi khi những bình luận làm cho mình bị tổn thương ở một cấp độ quá nhiều. Và mình hỏi đứa trẻ là bạn có muốn tiếp tục tiếp nhận những điều này không? Đứa trẻ bảo em cảm thấy mệt mỏi lắm. Thì mình sẽ tôn trọng đứa trẻ. Thế thì khi nào chúng ta sẵn sàng, chúng ta có một nguồn năng lượng tích cực và đủ mạnh, đủ vững chắc và cân bằng, chúng ta lại tiếp tục nhận những cái feedback này nhé. Mình luôn luôn có những cái cuộc nói chuyện nội tâm với đứa trẻ của mình và mình rất là trân trọng những gì mà đứa trẻ mang lại cho mình. Nên là nếu như bạn nhận những nguồn năng lượng tiêu cực hoặc những feedback từ đóng góp bên ngoài, bạn có thể hỏi đứa trẻ của mình là bạn có nhận ra rằng những cái bình luận và những đóng góp, những chia sẻ, những kinh nghiệm đi trước này là hữu ích không? Nếu đứa trẻ nói sâu thẳm em biết đó là hữu ích, vậy thì mình sẽ tiếp nhận. Còn nếu sâu thẳm mình bảo em cảm thấy những bình luận này chỉ muốn tổn thương em thôi và nó không có một cái giá trị gì để học hỏi cả, thế thì mình nói thế thì chị sẽ tôn trọng em và chị sẽ không đọc những bình luận này nữa. Chúng ta sẽ quay lại sau nếu chúng ta đã đủ vững mạnh hoặc là đủ lòng tin về bản thân nhé. Và hãy có những cái cuộc hội thoại nhỏ nhỏ với bản thân mình trước khi chúng ta chịu tiếp nhận những ý kiến xung quanh, những cái kiến thức mà chúng ta tìm được trên mạng hay là những cái bình luận ác ý và cả những cái đóng góp rất chân thành. Chúng ta hãy hỏi đứa trẻ bên trong là em đã sẵn sàng để đón nhận những cái feedback, những cái phản hồi mà qua đó giúp cho chúng ta có thể tiến bộ, sửa chữa được những lỗ hổng và chúng ta sẽ tốt hơn, mạnh mẽ hơn không? Xin chúc cho tất cả các bạn sẽ có những cuộc trò chuyện thành công, hữu ích và cân bằng với đứa trẻ nội tâm của chúng ta. Và chúng ta sẽ có nhiều động lực hơn để thực hiện những ước mơ của mình và biết lắng nghe những phản hồi tích cực ở xung quanh và xây dựng bản thân tốt hơn. Mong là sẽ lan tỏa được tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, yêu thích đọc sách. Và đầu tiên đó chính là cái cảm giác thôi thúc khi muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình và san sẻ niềm năng lượng tích cực cân bằng đó cho những người xung quanh, những người chưa có nhiều cơ hội để tiếp cận các nguồn tri thức hoặc là những nguồn năng lượng tươi lành. Và Trinh mong là sẽ có thể cùng chung tay với cô Nguyễn Phi Vân và các bạn mentor còn lại, các anh chị đi trước để chia sẻ những quyển sách hay đến với các em ở vùng sâu, vùng xa. Và thông qua đó có thể tiếp tục đồng hành cùng Give Back Little Chance nhiều năm hơn nữa với những dự án thiết thực cụ thể khác nhau. Trinh muốn lan tỏa cho các mentee của mình không chỉ qua các cái nền tảng online, những cái buổi họp offline nữa,
những kiến thức mà mình có. Và điều quan trọng là giúp cho các bạn tin hơn vào thế giới nội tâm của bản thân mình, và từ đó xây dựng được một con đường, một định hướng cho riêng các bạn và thực hiện nó. Chứ không chỉ là một ấp ủ ước mơ, nó còn phải bỏ thêm vào hành động, quyết tâm và niềm tin là mình sẽ chiến thắng. Tại sao lại không tham gia cái Impact chứ, khi đây là một tổ chức rất thú vị và chuyên nghiệp, được xây dựng không chỉ là với những hành trình rất uy tín, mà điều quan trọng mà là tinh thần mà các bạn đã thổi vào để giúp cho các bạn sinh viên được truyền lửa. Và những nền tảng cũng như những kiến thức từ các anh chị đi trước đều rất có giá trị để Trinh có thể tham gia vào, không những chia sẻ những kiến thức mình có mà còn học hỏi được những điều thú vị mà Trinh chưa biết về thế giới bên ngoài. Được biết các chị như chị Mai Anh hay anh Long và cả các em là admin của Givepack đã giúp Trinh hoàn thiện hơn về tầm nhìn của mình, và mong rằng mentor và mentee của Givepack, chúng ta có thể cùng chung tay học hỏi lẫn nhau, chia sẻ kiến thức mình có, truyền lửa cho nhau, và chúng ta có thể đi xa hơn cùng nhau. Đây là một lời đề nghị rất dễ thương từ Givepack. Trinh cũng có khoảng 4 năm tập thơ, sắp tới thì có cuốn Anh và cuốn Giỏ Trái Cây. Nhưng mà Trinh thì đã chọn sẵn quyển sách Cúc Họa Mi, bởi vì đây là quyển sách mà Trinh nghĩ là sẽ mang tinh thần của sự bình an và cân bằng tốt cho giai đoạn này. Để xem nào, có một bài thơ Trinh muốn đọc cho các bạn của chương trình Givepack nha. Mong rằng các bạn sẽ thích bài thơ này. Bài thơ nằm ở trang 197 trong sách Cúc Họa Mi có tên là Cần, như sau. Ai cũng cần một người bạn để chơi, một chiếc giường để ngả lưng yên ấm, một ước mơ để đi xa vạn dặm, một nỗi buồn để hiểu thấu niềm vui. Ai cũng cần dạy dỗ một cái tôi đủ để biết mình không là duy nhất, đủ để vững giữa dòng đời tất bật, mình là mình nhưng không chỉ vì mình. Một bài thơ ngắn gọn, mong rằng chúng ta đều hiểu rằng mọi thứ diễn ra đều rất cần và sẽ đủ cho cuộc sống và cho hành trình mình được hoàn thiện. Và mong là các bạn sẽ tin vào cái tôi, đứa trẻ bên trong mình, những tài năng vượt bậc của đứa trẻ đó và sự thánh thiện cũng như những nguồn năng lượng mà đứa trẻ đó có thể mang đến và làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Hãy tham gia những dự án cộng đồng của Givepack, của Little Chance, và lĩnh hội được những tinh thần để hoàn thiện bản thân mình từ bên trong, cân bằng với những ước muốn và những sự thỏa mãn về tinh thần trong nội tại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe buổi trò chuyện ngày hôm nay. Xin chúc Givepack có thật nhiều thành công trong thời gian sắp tới.